Xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ con số 8. Thì trong khoảng là từ 1 đến 2 ngày qua đó thì theo cái sự quan sát của mình diễn biến trên toàn thị trường thì cái vấn đề Trung Quốc mới đây nhất nè anh em thì nó đang gây một cái rào cản, một cái cản trở nó rất là lớn đối với thị trường của chúng ta trong cái việc mà chúng ta tăng trưởng. Thì mình cũng cảm thấy đây là một cái vấn đề nó cực kỳ nghiêm trọng và trong sáng ngày hôm nay đó thì mình đã chuẩn bị tất cả những tư liệu để mà có thể gửi đến cho anh em thông qua cái video này để mà anh em có thể hình dung rõ hơn về cái bức tranh Trung Quốc nó như thế nào và cái thị trường của chúng ta đã đối mặt với cái diễn biến của Trung Quốc khi mà liên tục đàn áp ở trong quá khứ những cái dữ liệu của chúng ta đến từ lịch sử và kéo tới hiện tại nó ra sao và cái thị trường của chúng ta nó liệu còn đứng vững hay không. Thì mình sẽ không dài dòng nữa và mình sẽ bắt đầu ngay trực tiếp đến video này để có thể gửi đến cho anh em những cái thông tin nó tổng quan nhất cũng như là đầy đủ nhất kéo dài từ quá khứ đến hiện tại ra sao ha. Thì anh em cũng đã thấy trên màn hình của mình đây á, thì ở đây mình đã vẽ ra một cái map về những cái dữ liệu của Trung Quốc, cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và những cái điều mà họ đã làm đối với Bitcoin, đối với thị trường tiền mã hóa của chúng ta từ quá khứ đến hiện tại nó ra sao nha anh em. Thì đầu tiên á, mình muốn chia sẻ ở đây chính là vào năm 2009 anh em, thì anh em biết á, đây là cái thời điểm mà Bitcoin cũng vừa được ra mắt. Đây cũng là một cái khởi nguồn của Bitcoin thôi. Nhưng mà Trung Quốc á, ngay từ cái thời điểm mà Bitcoin vừa ra đời, cái thị trường tiền mã hóa của chúng ta vừa được chớm nở ra, thì Trung Quốc đã ngay lập tức nhảy vào cuộc ha. Thì ở đây á, thì chúng ta có một cái thông tin là vào năm 2009 đó anh em, thì Bộ Văn hóa và Bộ Thương mại Trung Quốc á, họ đã đưa ra một cái thông báo là họ sẽ cấm sử dụng tiền mã hóa để có thể giao dịch những cái hàng hóa trong thế giới thực. Tức là sao? Tức là họ cấm luôn, họ cấm ngay từ khi mà Bitcoin cũng như là thị trường của chúng ta mới vừa được ra đời luôn, là họ cấm rằng là chúng ta sẽ không được sử dụng tiền mã hóa để có thể mua bán, thanh toán bằng bất kỳ hình thức nào, bằng bất kỳ loại hàng hóa nào ở trên thị trường ha. Thì cái thông tin này á, thì ở đây thì mình sẽ chiếu song cùng với anh em vào những cái thông tin thời đó để cho anh em có được những cái dữ liệu nó xác đáng hơn, nó chính đáng hơn ha. Vì nếu mà mình cập nhật cho anh em những cái thông tin mà mình không có dẫn chứng thì đôi khi những cái thông tin đó nó lại không quá rõ ràng và cụ thể để cho anh em có thể xác thực được thông tin một cách đúng đắn nhất. Thì ở đây á, thì đây vào năm 2009 anh em, thì đây là đây một cái trang chính thức luôn ha. Thì cái Bộ Văn hóa và Thương mại Trung Quốc là họ cấm nào đó, họ cấm Bitcoin để có thể giao dịch trao đổi với hàng hóa thực, và lúc đó họ gọi Bitcoin và thị trường tiền mã hóa của chúng ta là thị trường tiền ảo nha anh em. Đó thì đây là một cái bài báo của một trang chính thức của bộ nè, đó vào ngày 29 tháng 1 năm 2019 ha. Ok, vậy thì tiếp đến năm 2013 thì chúng ta có những diễn biến như thế nào? Tiếp đến năm 2013 đó thì Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, đó cái ông này ông rất là lớn nha, đó chính là BBOC. Thì bây giờ mình sẽ gọi tắt là BBOC để cho anh em có thể dễ dàng đồng hành cùng mình trong cái video này. Thì BBOC đó thì đã ngăn các tổ chức tài chính của Trung Quốc xử lý các giao dịch Bitcoin và gọi tiền mã hóa của chúng ta, tức là gọi Bitcoin, gọi những altcoin là một hình thức tiền tệ không thực sự có ý nghĩa trong thế giới thực. Đó, thì ở đây anh em thấy rằng vào năm 2013 đó, đây vào năm 2013 và thời gian cụ thể là vào tháng 5, là vào ngày 5 tháng 12 năm 2013 đó, thì chính phủ của Trung Quốc họ đã cảnh báo về cái vấn đề này. Họ gọi Bitcoin và thị trường tiền mã hóa của chúng ta rằng là họ ngăn cấm các tổ chức tài chính đang hiện hữu và đang kinh doanh tại Trung Quốc không được xử lý các giao dịch này có liên quan đến những cái vấn đề này ha. Vậy thì cái phản ứng thị trường của chúng ta vào năm 2013 nó như thế nào? Thì ở đây mình sẽ cho anh em thấy và cái dữ liệu số cụ thể luôn ha, để mình load lại cái trang này một tí. Thì ở đây thì mình sử dụng dữ liệu của Bitstamp ha anh em, tại vì khi trong cái quá trình mình tìm kiếm á, mình thu thập dữ liệu cho anh em thì cái dữ liệu này nó mới trả về cho chúng ta những cái dữ liệu sâu hơn về trong quá khứ, tại vì mình xét đến năm 2010, 2013, 2009 thì nó rất là lâu rồi, tầm khoảng 10 năm rồi. Thì anh em thấy ngay vào khoảng gọi là tháng hồi nãy là tháng 12 đúng không? Ngày 5 tháng 12 thì ngay lập tức vào tháng 12, khi mà cái thông tin của chính phủ Trung Quốc họ ngăn chặn các tổ chức tài chính tại quốc gia của họ để có thể xử lý cái giao dịch Bitcoin và tiền mã hóa, thì anh em thấy Bitcoin đã giống một cây rất dài từ khoảng là 1.100 đô xuống còn khoảng là 391 đô và sau đó dường như là không có một tín hiệu phục hồi nào cả, chỉ tiếp tục giảm mà thôi. Thì từ cái mức mà 1.150 đô đến khoảng là 380 đô thì dường như là có khoảng là chia 3, chia 4 đúng không anh em? Nó rất là kinh khủng. Và
Và vào cái thời điểm đó thì cái sức ảnh hưởng của Trung Quốc á, nó kinh khủng hơn. Hiện tại bây giờ là sao? Là vào thời điểm đó khi mà thị trường Bitcoin mới vừa chớm nở mà thôi, chưa được sự hậu thuẫn của các quốc gia lớn cũng như các tổ chức tài chính lớn trên thế giới, họ chấp nhận, họ accept Bitcoin, mà nó chỉ xoay quanh một cái cuộc đua giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là những người chỉ mới biết đến Bitcoin là gì mà thôi, nên lúc đó cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc cực kỳ lớn nha anh em. Vì thế chúng ta mới thấy những cái cú crash của Bitcoin nó cực kỳ lớn như thế nào. Ok, vậy thì tiếp theo đi. Tiếp theo là vào năm 2014 đó anh em. Thì cụ thể là vào tháng 3 đó thì cái trang mà Sina Weibo đó, thì họ có, đây là một cái trang thông tin cũng chỉ đưa những cái tin tức có liên quan mà thôi. Thì họ đưa một cái thông tin rằng là Ngân hàng Trung ương của Trung Quốc đã lên kế hoạch là tạm dừng tất cả những giao dịch Bitcoin ở trong nước, mà phải, vấn đề này phải được xử lý chỉ trong vòng một tháng mà thôi, chứ họ không có cho thời gian kéo dài hơn nữa. Thì đây chỉ là một cái tin fake news mà thôi, theo mình tìm hiểu thì đây chỉ là một cái fake news mà thôi, một cái tin tức giả. Nó dường như là nó không phải là một cái tin tức chính thống thật, nhưng mà thật không may cho chúng ta là đến vào tháng 5 năm 2014 đó anh em, thì thật sự cái fake news này á, nó đã biến thành sự thật rồi. Cụ thể là sao? Cụ thể là vào trong cái khoảng thời gian tháng 5 năm 2014 này á, thì PBOC lại tiếp tục những cái nỗ lực của họ để có thể chấm dứt những cái dòng chảy tiền bạc của Trung Quốc, tức là về đồng nhân tệ chảy vào các sàn giao dịch của Bitcoin. Tức là họ đang tìm mọi cách để họ ngăn cản cái việc cái dòng chảy tiền tệ của họ là đồng nhân tệ chảy vào các sàn giao dịch Bitcoin, để từ đó tạo nên thanh khoản, để tạo nên giao dịch ha anh em. Và thật không may cho chúng ta là cùng khoảng thời gian vào tháng 5 đó, khi mà những cái nỗ lực của Trung Quốc họ đẩy mạnh như vậy đó, thì chúng ta có sàn giao dịch FXBTC, là một sàn giao dịch rất nổi tiếng vào thời đó ha em. Thì sàn giao dịch này là ở Trung Quốc, và họ thông báo một cái thông tin cực kỳ sốc vào thời điểm đó rằng là sao, là họ sẽ đóng cửa luôn, họ không có giao dịch nữa. Tại vì sao? Tại vì trước cái sự đàn áp của Trung Quốc như vậy thì họ buộc phải đóng cửa. Và lúc đó, vào cái thời điểm đó, thì mình sẽ cho anh em biết được một cái thông tin rất là thú vị, rằng là cái sàn giao dịch FXBTC này á, là một cái điểm đến rất là lý tưởng đối với người Trung Quốc muốn tiếp cận đến tiền mã hóa nha anh em. Tại vì á, ở đây mình có một cái ghi chú rằng là sàn FXBTC này á, họ cung cấp giao dịch không chỉ ngoài Bitcoin đâu, mà còn cả Litecoin nữa, một cái đồng coin rất nổi tiếng vào thời điểm đó. Và đây dường như là một cái cửa ngõ rất là lý tưởng để cho những nhà giao dịch tại Trung Quốc có thể tiếp xúc với BTC, có thể giao dịch BTC, mà bây giờ họ tuyên bố họ đóng cửa một cái rầm luôn. Vì thế BTC đã crash ra sao? Thì đây, chúng ta tiếp tục đến một dữ kiện số đi. Thì đó là vào năm 2014 đó anh em. Đó, vào năm 2014 thì nó crash như thế này đây. Đây anh em thấy không? Nó bắt đầu nó crash dần tới đây. Đây, và đây cũng là một cái đây chính là một cái fake news nè anh em. Thì mình là một người không có hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng là cái dữ liệu này là một cái fake news hồi nãy mình có đề cập cho anh em đó. Là ở sàn Sina Weibo là họ tuyên bố là Trung Quốc đang có một cái kế hoạch dừng tất cả các sàn giao dịch Bitcoin đó. Thì đây là một cái fake news thôi. Nhưng mà đây, đến vào khoảng tháng 5 năm 2014 thì sàn giao dịch FXBTC đã đóng cửa ha. Và tin tức này là được đưa vào ngày 2 tháng 5 năm 2014. Đó. Thì cái việc mà Bitcoin phản ứng giá ra sao, thì vào ngày 2 tháng 5 năm 2014, đây anh em thấy không, bắt đầu từ đây khi mà chúng ta phải chịu một cú crash từ tháng 12 năm 2013, chúng ta đi xuống một cái, chúng ta chỉ mới hồi phục nhẹ vào khoảng là tháng 1 năm 2014 thôi. Thì trước những cái rò rỉ thông tin fake news đó thì cái thị trường nó cũng đã bị ảnh hưởng rồi, thì nó bắt đầu nó crash dần ha anh em. Đó thì trong một cái năm này, và đỉnh điểm đó thì vào tháng đây, bắt đầu từ tháng 5 nè, đây tháng 5 chúng ta phục hồi nhẹ lên, nhưng mà ngay khi cái sự cố của Trung Quốc, khi mà sàn giao dịch FXBTC bắt đầu bị đổ vỡ, bắt đầu đóng cửa đó, thì chúng ta đã có một cái sự đảo chiều. Đây anh em thấy không, đảo chiều rất là mạnh đây. Chúng ta đi từ khoảng là 662 đô tới khoảng còn xuống còn 151 đô mà thôi, có thể là chia 4 chia 5 tiếp. Đây đó. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục đi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục là vào năm 2016 đó, thì mình nghĩ rằng là cái sự kiện này cũng là một cái sự kiện lớn đối với thị trường của chúng ta vào thời điểm đó, và ít nhiều gì anh em cũng đã nghe đến cái sự kiện này rồi, chính là sàn Bitfinex ở Hồng Kông đã phải chịu ảnh hưởng một cái cú hack lớn nhất trong lịch sử crypto ha. Thì vào thời điểm đó thôi, thì đây là một trong những vụ hack lớn nhất vào thời điểm đó, và cụ thể là vào tháng 8 năm 2016. Thì vào thời điểm đó thì sàn Bitfinex á, họ đã bị hack khoảng là 119.756 BTC.
Thì cái số tiền đó thì nó chỉ khoảng là tương đương 72 triệu USD thôi. Thì hồi nãy mình có tính ra thì so với cái khoảng là 119.000 này đó, thì nếu mà mình nhân với giá BTC của thời đó là tầm khoảng 600 đô, 650 đô thì nó rơi vào khoảng tầm khoảng là 72 triệu USD vào thời điểm đó anh em. Nhưng mà chúng ta hãy xét một cái dữ kiện là vào thời điểm đó thì cái vốn hóa BTC chưa cao, giá của BTC cũng chưa cao và tổng vốn hóa thị trường lúc đó nó còn rất là nhỏ, nên 72 triệu USD thời đó thì nó cũng rất là lớn ha. Và nếu tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta so với giá BTC bây giờ thì nó cực kỳ kinh khủng luôn em, nó khoảng là 5 tỷ USD vào thời điểm hiện tại này. Thì cái sự kiện gây chấn động này vào năm 2016 thì nó cũng đã ít nhiều nó ảnh hưởng tới thị trường ha. Vào năm 2016 đây anh em. Thì đây, một cái trang báo, một cái trang tin tức mình cũng đã xác những cái thông tin này rồi. Thì đây là vào ngày 3 tháng 8 năm 2016 thì sàn Bitfinex họ bị hack ha. Thì vào ngày 3 tháng 6 năm 2018, đầu ngày 3 tháng 6 năm 2018. Tháng 5, tháng 6. Đây anh em thấy không? Bắt đầu từ tháng 6 năm 2018 thì cũng đã có một cái tín hiệu giảm nhẹ là vào 760 đô xuống còn khoảng 446 đô, gần như là chia hai vào cái thời điểm này ha. Nhưng mà sau đó thì BTC đã lấy lại được cái phong độ của mình và đã tiếp tục cái đà tăng trưởng của mình trong cái khoảng thời gian này. Vậy thì chúng ta hãy tiếp đến những năm tiếp theo đi. Đây, tại vì cái mind map mình vẽ ra nó rất là nhiều nên cái tổng quan mình chụp lại cho anh em thì sẽ không có được ha. Nếu mà anh em nào muốn theo dõi lại cái mind map này á thì anh em có thể xem kỹ hơn hoặc là bấm xem lại video để có thể mình theo dõi cái dòng sự kiện mà mình chia sẻ trong video này ha anh em. Thì đến năm 2017 đó anh em, thì vào tháng 9, cụ thể là vào tháng 9 năm 2017 thì chúng ta đã gánh chịu một cái đợt tấn công nữa đến từ Trung Quốc, khi mà Trung Quốc đã chính thức cấm tất cả các sàn giao dịch phục vụ trong nước. Tức là sao? Điều này có nghĩa rằng là tất cả những sàn giao dịch trong nước có liên quan đến BTC, có liên quan đến tiền mã hóa Trung Quốc cấm sạch luôn. Cùng với đó là BBOC đã thông báo rằng là công dân Trung Quốc sẽ không được phép tài trợ cho các đợt chào bán ICO nào. Thì anh em nào mà tham gia vào thị trường vào năm 2017 thì anh em cảm thấy rằng là vào năm 2017 đó thì cái phong trào ICO rất là phổ biến và hầu như là ai đều cũng biết đến ICO. Nó dường như là một cái trend hồi đó, nó giống như cái trend hiện tại của chúng ta là những cái trend như là NFT, những cái trend như là trend DeFi ha, hoặc những cái trend như là trend Metaverse. Thì vào thời điểm đó thì ICO nó dường như là nó giống như là một cái trend vào thời điểm đó vậy. Thì BBOC họ cấm luôn, họ nói rằng là tất cả những công dân Trung Quốc không được phép tham gia vào những cái đợt ICO này. Và phó thống đốc của BBOC, một người rất có tiếng nói vào thời điểm đó, ông tuyên bố một cách rất là thẳng thừng rằng là Bitcoin sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi. Nó giống như những cái lời tuyên bố mà mới đây của ông Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mà mình chia sẻ ở video đợt trước cho anh em đó, là chúng tôi sẽ sẵn sàng tuyên chiến với Bitcoin. Đó, thì cái lời khẳng định này nó có một cái sức nặng tương tự như cái lời tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ mới đây ha anh em. Thì đây, mình cũng đã có tư liệu cho anh em. Đây, anh em thấy không? Vào ngày 4 tháng 9 năm 2017 thì đây, Trung Quốc đã cấm tất cả những công ty trong nước huy động vốn và phát hành ICO. Đó. Và sau đó thì sao? Chúng ta có phó thống đốc của BBOC. Đây. Chính là ông này. Đó, thì ông nói rằng là Bitcoin sớm muộn gì cũng sẽ chết mà thôi. Và cái phản ứng giá của chúng ta khi mà chúng ta bước vào cái giai đoạn tháng 9 năm 2017 ra sao? Thì ở đây anh em thấy vào năm 2017 thì vào tháng 9 của chúng ta, khi mà chúng ta đang trên một cái đà tăng trưởng rất là mạnh vào đầu tháng 1 năm 2017, khi mà chúng ta di chuyển từ khoảng giá là từ khoảng là 1.000 đô đi ha, 1.000 đô chúng ta lên tới 4.700 đô, gần chạm ngưỡng 5.000 đô, tức là ít 5 lần. Nhưng mà ngay khi bắt gặp một cái thông tin như vậy thì Bitcoin đã làm một cú crash từ khoảng là 4.800 đô xuống chỉ còn là khoảng là mức thấp nhất là 2.900 đô mà thôi, dường như là chia hai tiếp tục. Đó. Vậy thì chúng ta đến năm 2018 chúng ta có những thông tin gì? Đến năm 2018 đó thì chính phủ Trung Quốc lại một lần nữa tuyên bố là sẽ đóng cửa tất cả những công ty khai thác Bitcoin. Đó là vào tháng 1 năm 2018 nha anh em. Vào tháng 1 năm 2018 đây. Mình cũng đã có những cái dữ kiện đó cho anh em. Và vào ngày 15 tháng 1 năm 2018 thì chính phủ Trung Quốc tuyên bố là sẽ đóng cửa tất cả những công ty khai thác Bitcoin. Và cùng với đó là vào tháng 1 năm 2018 thì chúng ta cũng đã có một cú đâm cực kỳ mạnh từ khoảng là 17.000 đô xuống còn 9.000 đô mà thôi, dường như là chia hai tiếp tục. Đó. Và vào năm 2019 á,
thì lại một cái cơ quan tổ chức pháp lý, một cái cơ quan hành chính khác của Trung Quốc, chính là Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đó, họ xem xét việc là họ sẽ cấm khai thác Bitcoin. Thì cái điều này nó diễn ra một cách rất rất là lặp lại anh em. Vào năm 2018 đó thì chính phủ Trung Quốc cấm đúng không? Nhưng mà đến năm 2019 thì chúng ta lại có một cái cơ quan khác vào cấm. Thì trước cái hành động này, trước cái hành động vào tháng 4 của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đó, thì cuối cùng vào tháng 11 năm 2019 thì chúng ta lại có sự xuất hiện của BBOC. Đó, thì BBOC á đã phản ứng lại cái động thái này của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc ra sao. Thì BBOC họ nói rằng á là chúng tôi đã theo dõi cái tiến triển của cái quá trình này rồi, và chúng tôi sẽ tuyên bố rằng là sẽ xử lý các hành động khai thác một cách răn đe nhất ngay khi bị phát hiện. Tức là công ty nào, tổ chức nào mà khai thác Bitcoin vào cái thời điểm này mà bị BBOC dò xét ra, bị phát hiện ra thì sẽ đều bị xử lý một cách rất là nghiêm ngặt nha anh em. Thì vào năm 2019, đây anh em thấy không, vào năm 2019 đây thì mình cũng đã có một cái dữ kiện ở đây. Đây chính là Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia của Trung Quốc nè. Đó. Và vào cuối năm, vào tháng 11 thì cũng đã có sự tham gia của BBOC. Đây anh em. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 ha. Thì ở trong cái giai đoạn năm 2018, năm 2019 thì dĩ nhiên chúng ta đã bước vào một cái kỳ downtrend rồi. Mà cùng với đó, thật không may khi mà chúng ta bị liên tiếp tấn công vồ vập bởi Trung Quốc như vậy, thì giá của Bitcoin đã phản ứng ra sao vào trong cái năm 2019 này. Thì anh em thấy từ đầu năm, đây từ đầu năm 2019, từ đầu năm 2019 đến cái giai đoạn cuối năm 2019 thì nó vẫn đi rất là dập dìu mà thôi. Và dường như nó không có một cái sự chuyển biến cực kỳ mạnh mẽ nào trong cái năm này. Và mình cũng chia sẻ cho anh em là vào cái năm 2018-2019 á thì cái thị trường nó đã downtrend rồi, mà chúng ta lại bắt gặp những cái sự kiện đàn áp đến từ Trung Quốc như vậy nữa. Vì vậy là những anh em nào mà đã trải qua cái cảm giác năm 2018-2019 thì mình cũng rất là đồng cảm với anh em ha. Thì chúng ta hãy tiếp đến đi. Bước qua năm 2019 thì đến năm 2020 thì mình nghĩ rằng cái sự kiện tháng 3 năm 2020 chắc chắn anh em sẽ không bao giờ quên được. Đó chính là cái cuộc tắm máu của Bitcoin. Và cái cuộc tắm máu của Bitcoin này nó diễn ra cũng liên quan tới Trung Quốc luôn. Đó chính là tất cả những cái thợ đào của Trung Quốc đó, họ đã bán tháo Bitcoin một cách rất là ghê gớm. Và họ thanh lý tất cả những tài sản của họ. Vì sao? Vì chúng ta phải gánh chịu đại dịch Covid-19. Khi mà các thợ đào họ không có đủ cái chi phí để mà trang trải, để mà đào Bitcoin nữa. Và cùng với đó là cái đại dịch Covid nó gây ra một cái sự tê liệt về kinh tế vào cái thời điểm đó. Nên buộc các thợ đào Trung Quốc họ phải bán tháo Bitcoin ra để mà họ duy trì cái mức sống của họ. Thì vào tháng 3 năm 2020 thì chúng ta dĩ nhiên, ngay cả mình cũng sẽ không có quên được vào cái thời điểm này. Đây anh em, vào tháng 3 năm 2020 Bitcoin đã crash từ mức là 9.000 đô xuống chỉ còn là tầm khoảng 3.000 đô mà thôi. Đó dường như là chia ba. Và cái cú crash nó diễn ra rất là nhanh nha anh em. Nó diễn ra rất là nhanh và mình nhớ không nhầm là nó chỉ trong tầm 1 đến 2 ngày mà thôi. Nó rất là kinh khủng. Vậy thì tiếp đến là vào tháng 11 năm 2020 đi, thì cùng với đó là chính phủ Hồng Kông họ đã công bố một cái kế hoạch cấm giao dịch bán lẻ tiền mã hóa để có thể duy trì cái nỗ lực chống rửa tiền của họ. Thì đây cũng là một cái tin tức nó gây ảnh hưởng không nhỏ ha. Thì ok, vậy thì chúng ta đến với cái bức tranh hiện tại đi. Sau những cái cuộc tấn công liên tục vồ vập từ quá khứ đến hiện tại bây giờ, thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đang ở trong giai đoạn nào và Trung Quốc đang hành động gì trong năm 2021 này? Thì hồi nãy giờ mình đã nói, dường như là mình đã nói xấu rất nhiều về Trung Quốc đúng không? Về Trung Quốc, về những cái hành động của Trung Quốc đối với Bitcoin. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào một cách tích cực đi. Bây giờ chúng ta nhìn vào một cách tích cực nha. Đến tháng 4 năm 2021 thì Trung Quốc đã rất là tích cực với thị trường Bitcoin và tiền mã hóa ra sao? Thì chúng ta vào cái thời điểm đó, anh em biết là ông Li Bo này, ông là phó thống đốc mới của ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là BBOC đó. Thì ổng đã tuyên bố rằng là tiền mã hóa, tôi rất là ủng hộ tiền mã hóa và chính BBOC cũng rất là ủng hộ tiền mã hóa. Không chỉ riêng tiền mã hóa không đâu, Bitcoin nè, Stablecoin nè, Altcoin nè và tất cả những gì thuộc về phạm trù crypto đó thì đều là một cái công cụ đầu tư tiềm năng. Đó, ông khẳng định như vậy. Và anh em có nhớ không, vào thời điểm đó khi mà Trung Quốc đưa ra một cái lời tuyên bố như vậy đó thì thị trường của chúng ta bay rất là cao, đặc biệt là Bitcoin bay cực kỳ cao luôn. Và ngày nào chúng ta mở mắt ra thì thấy thị trường cũng xanh, nó xanh như vậy đó. Thì vào cái thời điểm này đó thì mọi người đều cho rằng
tất cả những các nhà đầu tư, tất cả những cái tổ chức tài chính uy tín trên thế giới họ đều cho rằng là Trung Quốc dường như là đã xem xét lại rồi. Và đây có thể là một cái giai đoạn, một cái kỷ nguyên mới mở ra khi mà Trung Quốc đã thay đổi cái chiều hướng, cái nhận định của mình về thị trường crypto nói chung. Đó, thì tiếp theo đó thì Trung Quốc vào cái thời điểm tháng 4 này, bên cạnh cái lời tuyên bố của Libo, của BBOC, thì chúng ta có là Trung Quốc cho phép sử dụng đồng CBDC tại Olympic 2022. Đó, nhưng mà anh em biết rằng là cái gì mà đụng đến Trung Quốc, hoặc là những nhất là những cái lời Trung Quốc, những cái lời mật ngọt của Trung Quốc đến với thị trường tiền mã hóa thì thường nó sẽ không có cái hiệu lực, nó cũng như là nó sẽ không kéo dài quá lâu đâu anh em. Thì vào tháng 5, đây anh em thấy, vào tháng 5 thì ban đầu Trung Quốc cấm các công ty tài chính tiếp xúc với tiền mã hóa, tiếp xúc với Bitcoin. Nó tương tự như những bức tranh vào năm 2013 hay 2014 mình vừa trình bày cho anh em nha. Nhưng mà đỉnh điểm là phó thủ tướng của Trung Quốc, một người cực kỳ có quyền lực tại quốc gia này, thì ông đã lên tiếng là quốc gia Trung Quốc phải làm việc khắc khe hơn nữa để triển khai việc cấm các nhà khai thác Bitcoin, đào Bitcoin tại Trung Quốc. Đó, thì ngay cái sự kiện tháng 5 này thì nó xảy ra mới đây thôi, và mình nghĩ rằng là đến sau này thì ngay cả mình và những anh em đang theo dõi video cũng sẽ không bao giờ quên được cái sự kiện này, đúng không? Đó chính là vào ngày 19 tháng 5. Ồ, cái trang này nó lại gặp vấn đề rồi, để mình tải lại cho anh em ha. Đây thì ngay vào tháng 5, anh em thấy không? Tháng 5 thì Bitcoin đã đâm một phát từ khoảng là 60.000 đô xuống còn khoảng là 29-30.000 đô, dường như là chia hai thôi. Cũng tương tự như những bức tranh trước đó và những cái năm trước đó, nhưng tại vì thời điểm hiện tại khi mà Bitcoin đã leo lên một cái mức giá rất là cao rồi, từ 60.000 đô xuống còn 30.000 đô, thì có lẽ là ngay cả mình cũng bị một cái tâm lý đánh lừa đó. Mà khi mà giá nó rất là bự rồi á, thì khi mà mình chịu một cái cú crash nó to lớn như vậy á, thì ngay cả chính mình cũng sốc vào cái thời điểm đó, mặc dù xét trên một cái tỷ lệ phần trăm thì nó dường như nó cũng chia hai mà thôi anh em. Đó, thì đấy, đây là vào ngày tháng 5 ha, là chính phủ Trung Quốc họ đã quay 360 độ luôn từ việc ủng hộ, sau đó là đàn áp một cách rất là kịch liệt và mạnh mẽ ha. Thì đến nó kéo dài đến tháng 6 thì Trung Quốc đã có những cái hành động mạnh mẽ hơn như thế nào, đó chính là anh em thấy không, mình đã liệt kê trên đây, chính là Baidu và Weibo, là đây dường như là hai ông lớn internet lớn nhất tại Trung Quốc, thì họ đã quét tất cả những từ khóa liên quan đến Binance, liên quan đến Huobi và OKX và những sàn giao dịch nổi tiếng phổ biến trên toàn cầu ha. Thì và ngay cả chính Weibo họ cũng đã thanh trừng hàng loạt tất cả những tài khoản có liên quan đến tiền mã hóa, có liên quan đến crypto. Và cùng với đó thì đây chính là một cái âm mưu mà mình cũng muốn truyền tải đến cho anh em trong video ngày hôm nay, chính là cùng với đó, cái đợt đàn áp đó thì Trung Quốc lại đẩy rất mạnh những cái đợt tuyên truyền, những cái đợt mà để phổ biến cái đồng CBDC tại quốc gia của họ. Và CBDC chính là một cái đồng tiền kỹ thuật số do ngân hàng Trung Quốc phát hành ra. Đây anh em thấy không, 6 thành phố mình đã liệt kê ở trên đây cho anh em, ban đầu á chỉ đi từ Trường Sa, thành đô Tô Châu mà thôi, đều là những thành phố ở quy mô trung bình và nhỏ, nhưng mà ở trong cái thời điểm tháng 6 này đó, Trung Quốc đã tổ chức để quảng bá cái đồng CBDC này tại 3 thành phố lớn nha anh em, đó chính là Thượng Hải, Bắc Kinh và Thâm Quyến, để có thể quảng bá đến cho người dân về cái đồng CBDC này. Vậy thì mình muốn nói rõ hơn về cái vấn đề này đó, thì anh em biết là Trung Quốc là một quốc gia phát triển kinh tế dường như là lớn thứ hai trên thế giới, đúng không, chỉ đứng sau Mỹ. Và cái sự phát triển của tiền mã hóa của chúng ta đến thời điểm hiện tại là nó quá là phát triển, và mình phải dùng một cái từ gọi là nó thần tốc luôn đó anh em, nó thần tốc như vậy. Và nó giúp cho cái hệ thống thanh toán cũng như là những cái giao dịch thanh toán của chúng ta trở nên dễ dàng hơn, trở nên tiết kiệm hơn và trở nên sẽ giảm thiểu chi phí nhiều hơn đó. Thì có thể Trung Quốc họ đang e ngại một cái nỗi lo sợ rằng là cái tiền tệ, cái đồng nhân dân tệ của họ sẽ bị mất ảnh hưởng trên toàn cầu. Vì thế nên họ tìm mọi cách để họ đàn áp tiền mã hóa cũng như là để phát triển cái đồng CBDC riêng của họ. Vậy thì cái âm mưu CBDC này là sao? Thì anh em biết, họ lấy một cái vỏ bọc rằng là CBDC sẽ tận dụng những cái công nghệ của blockchain, sẽ tận dụng những cái công nghệ mới của crypto để có thể mang đến cho người dân Trung Quốc một cái phương thức thanh toán tiền tệ mới, có thể là nhanh hơn, có thể cải tiến hơn, đúng không? Nhưng mà thật sự rằng là CBDC vẫn do chính phủ kiểm soát và vẫn do chính phủ phát hành ra. Vì thế nó hoàn toàn đi ngược lại với Bitcoin cũng như là thị trường crypto của chúng ta là hoàn toàn phi tập trung, đúng không? Vậy thì mang cái mác nhãn hiệu như vậy, mang cái mác tiếp cận công nghệ blockchain, mang cái mác rằng là sẽ tiếp cận những cái gì ưu tú nhất của crypto,
nhưng lại nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc. Và vấn đề này, khi mà chính phủ phát hành ra bao nhiêu đồng CBDC, chúng ta cũng vẫn sẽ không biết, có thể là vô hạn thì sao, đúng không? Nó không có một cái giới hạn hữu hạn như là Bitcoin hoặc là những cái đồng altcoin phổ biến trên thị trường hiện nay. Vì thế nên là đây là một cái hình thức mà mình cho rằng là đây là một cái hình thức gọi là chê đầu dê bán thịt chó đó anh em. Mình xin lỗi anh em nhé, nhưng mà mình phải dùng cái cụm từ này, tức là chê đầu dê bán thịt chó đó, cáo độ lúc cù đó. Đó thì đây chính thì mình nghĩ là đây cũng chính là một cái âm mưu của Trung Quốc, khi mà Trung Quốc đã thể hiện một cái sự gọi là rất là phát triển, rất là kịch liệt, phát triển rất là mạnh mẽ cái CBDC vào trong cái giai đoạn này ha. Mặc dù là ông nói là crypto, ông đàn áp crypto Bitcoin như thế này thế kia, nhưng một mặt ông lại đi quảng bá CBDC. Đó. Thì ở đây thì mình cũng chia sẻ cho anh em, thì ở đây là ở bên đội ngũ Co 68 mình là cũng đã viết một cái bài rất là kỹ lưỡng và chi tiết về cái bí ẩn của Trung Quốc về CBDC này. Thì mình sẽ để cái đường link ở bên dưới để cho anh em có thể vào để mà đọc và tìm hiểu thêm về cái âm mưu của Trung Quốc như thế nào đối với CBDC và đối với Bitcoin ha. Tại vì mình nghĩ rằng là video này cũng khá là dài nên mình không thể chia sẻ hết đến cho anh em trên mọi phương diện khía cạnh được. Vì thế nên anh em hãy truy cập đường link bên dưới nha. Mình sẽ để ở bên dưới cho anh em. Ok. Vậy thì đó, vậy thì trong cái thời gian này đó thì những cái tỉnh thành, những cái thành phố, những cái thành phố lớn của Trung Quốc đó như là Nội Mông, Thanh Hải và nhiều thành phố khác, họ cũng đã bắt đầu cấm khai thác Bitcoin rồi, trước cái thông tin mà Phó Thủ tướng Trung Quốc ông đưa ra như vậy đó. Ok, vậy thì chúng ta hãy đến với tháng 9 đi. Tháng 9 là vào thời điểm hiện tại luôn nè anh em. Thì chúng ta đã có sự kiện của Evergrande đó. Thì Evergrande thì ở video đợt trước mình cũng đã chia sẻ cho anh em rồi, và mình cũng đã để cái đường link bên dưới để cho anh em vào anh em tìm hiểu về những cái tác động của cái tập đoàn bất động sản hàng đầu Trung Quốc này sẽ ra sao, và khi mà vỡ nợ sẽ ra sao, sẽ ảnh hưởng dây chuyền như thế nào. Thì anh em có thể tìm lại ở cái đường link bên dưới trong cái video mình đăng cách đây có khoảng 2 ngày nha anh em. Vậy thì mình chỉ đưa đến cho anh em những cái cập nhật mới nhất mà thôi. Tức là khi mà cái sự kiện Evergrande như vậy, thì BBOC á, họ cũng đã bơm khoảng là 18,6 tỷ đô vào cái hệ thống ngân hàng của họ ha, để nhằm xoa dịu các nhà đầu tư, cũng nhằm xoa dịu những cái xoa dịu thị trường tài chính toàn cầu của chúng ta đang thực sự nín thở về cái sự kiện này. Thì mình nghĩ rằng là cái động thái đó cũng chỉ là một động thái xoa dịu mà thôi. Nhưng mà theo tin tức cập nhật mới nhất đó anh em, thì Bắc Kinh tuyên bố đó là sẽ không sẵn sàng để bảo lãnh Evergrande nữa, mà Bắc Kinh đưa ra một cái lời cảnh báo trên diện rộng đối với các chính quyền địa phương, các tổ chức tài chính địa phương rằng là các ông hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, vì rất có thể Evergrande sẽ sớm đổ vỡ mà thôi. Đó, thì nhưng mà trong tuần này đó thì bên phía Evergrande đó thì họ vẫn tuyên bố rằng là họ sẽ trả lại những cái trái phiếu của họ một cách đúng thời hạn, nhưng mà câu chuyện tương lai vào tuần sau thì mình sẽ không biết được là nó sẽ đổ vỡ bất cứ lúc nào ha anh em. Thì anh em có thể theo dõi cái tin tức này và mình bám sát thị trường ở cái tin tức này giúp mình. Tại vì là rất có thể trong ngày mai, trong ngày mốt, trong tuần sau, hoặc là thậm chí đầu tháng sau, đó cái quả bom Evergrande này nó phát nổ bất kỳ lúc nào, thì chúng ta hãy nên chuẩn bị tinh thần để mà đón lấy cái tin tức xấu này ha. Và cùng với đó thì vào ngày hôm qua đó thì Trung Quốc lại đưa ra một cái tin tức mà mình nghĩ rằng là đây là một cái tin tức nghiêm trọng nhất kéo dài từ thời điểm lịch sử năm 2009 đến thời điểm hiện tại ha. Thì cái tin tức này ra sao? Tức là Trung Quốc họ nói rằng là tất cả những cái giao dịch crypto, giao dịch tiền mã hóa đều là bất hợp pháp cả, không có quy định rằng là mảng này là bất hợp pháp sẽ chỉnh lại hay sao, hay là mảng kia sẽ là xem xét. Không, lần này Trung Quốc hoàn toàn không, nó không có điều đó, và họ nói một cách thẳng thừng luôn là tất cả giao dịch tiền mã hóa đều là bất hợp pháp. Đây, ở đây mình có ghi rõ cho anh em, tức là họ cấm trên diện rộng luôn, từ vấn đề giao dịch fiat với crypto, tức là về những đồng tiền stablecoin, những đồng tiền ổn định, những đồng tiền pháp định đó anh em, quy ra crypto và ngược lại ha, hoặc crypto đối với crypto, ví dụ như là từ BTC sang Ethereum, hay là từ Ethereum sang những altcoin khác, từ BTC sang những altcoin khác ha. Và những công ty cung cấp dịch vụ crypto và những người ở Trung Quốc đang tham gia những công ty crypto ở nước ngoài cũng sẽ bị truy tố pháp lý về cái vấn đề này. Thì đây quả thật là một cái thông tin cực kỳ nghiêm trọng mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em ngay trong ngày hôm nay. Và hiện tại đó,
Khi mà đón nhận cái luồng thông tin này á, thì ở đây mình sẽ mở chat ngày cho anh em để dễ hình dung ha. Thì khi mà đón cái luồng thông tin hiện tại thì anh em thấy á, Bitcoin ngày hôm qua đã có một pha giảm từ 45.000 đô xuống còn khoảng 40.000 đô mà thôi, là 40.000 đô đó anh em, là khoảng là 4.000 đô đó. Thì đang trong một cái xu hướng bật ngược tăng trở lại như vậy. Nhưng mà ngay khi đó và một cái tin tức đó đến từ Trung Quốc thì Bitcoin đã giảm khoảng 4.000 đô một ngày. Và hiện tại đến ngày hôm nay đó thì Bitcoin đã rút râu lên rồi, nhưng mà chúng ta vẫn đang trong một cái xu hướng giảm ha. Vậy thì cái bức tranh hiện tại khi mà mình chia sẻ từ hồi nãy đến giờ đến cho anh em, thì chúng ta có thể hình dung rõ rằng là đây có lẽ là một cái cú phớt tiếp theo đến từ Trung Quốc. Và cú phớt này mình không phủ nhận rằng là đây là một cú phớt nghiêm trọng nhất trong lịch sử từ trước tới giờ, trong cái quá trình mà Trung Quốc liên tục đàn áp Bitcoin từ quá khứ đến hiện tại ha. Cộng với cái sự kiện Evergrande này nữa thì nó hoàn thành một cái, nó như là một cái combo, một cái vũ khí hổ mọc thêm cánh nhưng mà ở chiều hướng tiêu cực đó. Thì hiện tại thì thị trường của chúng ta Bitcoin vẫn đang chống chọi lại cái cú phớt này, và theo mình nghĩ vào thời điểm hiện tại cũng như là trong tương lai đó, thì trong xuyên suốt tất cả những video mà mình làm để gửi đến thông điệp cho anh em, thì view của mình và cái quan điểm của mình vẫn là mình là một người cực kỳ bullish cho Bitcoin trong năm nay. Và view của mình vẫn là view dài hạn. Tại vì khi mà mình nhìn vào những cái thông tin first này á, so với cái dữ kiện từ quá khứ đó, thì mình cảm thấy rằng là chúng ta đang đứng ở trên phương diện hiện tại nó khác rất nhiều so với quá khứ rồi. Mặc dù first đó, mặc dù các quốc gia có cấm đó, mặc dù tất cả những thông tin tiêu cực có ở đó, nhưng mà hiện tại tổng vốn hóa của thị trường của chúng ta đã được đẩy lên mức khá là lớn rồi, nó lớn so với quá khứ, nhưng mà so với thị trường các thị trường tài chính khác thì nó vẫn rất là nhỏ, nhưng mà so với quá khứ đó đã là một cái thành tựu cực kỳ lớn rồi. Và hiện tại chúng ta có ai ạ? Hiện tại chúng ta có El Salvador đã chấp nhận Bitcoin rồi, chúng ta có những đợt mua đáy của tổng thống El Salvador, chúng ta có những tổ chức tài chính hàng đầu thế giới bắt đầu vào cuộc chơi Bitcoin rồi, và những quốc gia cũng đã theo những cái dòng chảy của Bitcoin rồi. Vậy thì không có một cái lý do nào để những cái sự non trẻ từ quá khứ đổ vỡ một lần nữa, đúng không anh em? Và tất cả những tin tức này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ ảnh hưởng đến giá cả của Bitcoin trong thời điểm ngắn hạn mà thôi. Và trong tương lai, Bitcoin sẽ tiếp tục thể hiện được cái sự phục hồi mạnh mẽ của mình và tăng trưởng tiếp ở trong tương lai để trở thành một cái cột mốc, để trở thành một cái sản phẩm kỳ diệu ở trong cái hệ thống thanh toán của toàn cầu, như chính cái ý định, như chính cái quan niệm mà ngay ban đầu Satoshi Nakamoto đã tạo ra Bitcoin vậy. Và mình vẫn tin tưởng rằng là đến một ngày nào đó Bitcoin cũng như thị trường tiền mã hóa sẽ là một cuộc cách mạng rất lớn về hệ thống tài chính, hệ thống tiền tệ trên toàn cầu đó. Vậy thì mình nghĩ rằng là những cái thông tin chia sẻ của mình đến đây cũng đã khá là đầy đủ về cái bức tranh của Trung Quốc và Bitcoin rồi, và video cũng khá là dài rồi, vì vậy nên là mình cũng xin kết thúc tại đây. Và mình cũng rất là cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong một cái video vào ngày cuối tuần này. Và nếu anh em thấy video này hữu ích đến cho anh em thì anh em có thể đóng góp bằng những cái comment, những cái luồng quan điểm của anh em về cái sự kiện này ra sao, cũng như là ủng hộ cho đội ngũ Coin 68 một subscribe để cho kênh của Coin 68 ngày càng phát triển hơn, và Coin 68 sẽ có nhiều động lực hơn để mà đưa đến cho anh em những cái thông tin hữu ích, cập nhật cho anh em hàng ngày về những cái diễn biến thị trường ra sao nha anh em. Ok. Và một lần nữa mình xin cảm ơn anh em, và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye.